bao nhiêu tiền? Ba ơi, đôi này bao nhiêu tiền? Đắt thế. 42, cỡ đấy, lấy tầm số này là vừa đấy. Một đôi nhỏ nữa. Một đôi đỏ nữa. Nhỏ ấy. Nhỏ đây á, nhỏ đây này á. Đây này á con. Đấy. Cỡ bao nhiêu nào? Cầm đấy thôi. Chú bỏ xem nhá. Dạ. Yeah. Chú bỏ xem đôi nào cái gì lấy tại vì cảm thấy cỡ bao nhiêu. Về không vừa có được đổi lại em cô nhỉ? Được chứ. Okay. Nhưng mà không làm bẩn đâu nhá. Không làm bẩn. Ừ. Này con này. Chú lại dài hơn không? Ống dài ấy. Ống dài á? Cái gì phải ống dài sang cái này thôi. Sang cái này thôi. Cái đấy thì to rồi. Đấy thì cái này được rồi. Thế trẻ con lại lại ngắn này thôi. Nhưng mà nó với bé thì nó đeo thì nó lại dài như thế này. Ừ, thì còn nếu bạn đấy to hơn thì nó cũng ngắn như thế. Còn xong có thì sang lại này. Cứ về ấy đi, cứ về ấy đi, không không làm bẩn của bà đâu. Đây đây xanh. Không làm bẩn của bà đâu nhá. Lúc nào đội được để cả một tuần ra bà cũng đổi cho. Cháu mua suất để bắt tiền. 70 với lại đôi kia 35 lấy 30.000. 100 tròn nhá. Ừ. Ok. Bao nhiêu tiền chị? Bạt loại rẻ hay là loại đắt? Bình thường. Bình thường á, 25.000 em ạ. 25.000 ngay này. Lấy cho 5 mét đi. Ok. 5 mét đây. Một cây này ăn bao nhiêu lại? Một cây này chị ăn được 2 tuần. Chị mấy người ăn? Ba mẹ con. Ba mẹ con. 5 mét là trăm mấy? 5 mét. Chưa 5 mét trăm mấy ạ? 15.000 này. Xin kính chào tất cả quý cô bác, anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Cường Hà Giang. Ngày hôm nay thì Cường lại tiếp tục lên trên nhà em Cho, bởi vì là vừa rồi có Mạnh Thường Quân là Cẩm Vân Nguyễn có nói với Cường là cho Cường đi mua 2 đôi ủng cho bố con em Cho ấy, bác Phứ nữa. Còn lại cho Cường mua miếng bạt này để đi che cái đống củi ở bên ngoài ấy. Thì hôm nay thì Cường mua cái này là 2 đôi ủng là 100.000 chú bác ạ. Còn cái miếng bạt là 120.000. Quá là lạnh luôn. Tổng là Cường mua đi là 190.000. Ở đâu? 2 đôi ủng 100, cái này là 120.000, nữa là 220. Tí quên. Ở trong này rất là lạnh quý bác ạ, nhưng mà hôm nay lại được hửng lên một tí nắng này. Khả năng là từ ngày mai đi là trời nắng. Rồi, bây giờ Cường sẽ tiếp tục đi quý bác nhé. Bà con bây giờ đã làm cỏ nương rồi quý bác ạ. Làm rất sớm luôn, để cho cỏ khô ấy. Để qua Tết là bà con trên này trồng ngô. Bà con ăn cơm tại chỗ luôn quý bác.
ở bên kia nữa. Tại là Cường cũng đã đến khu vực ngã ba gần nhà, ở chỗ nhà anh Dính của quý bác. Phía trước kia là nhà của em Cho. Còn giờ Cường đang đợi anh Dính đi có công việc một chút thì Cường sẽ nhờ anh Dính đi phiên dịch giúp Cường. Ở trên này bà con mang cả quần áo ra chỗ này bán để cho bà con luôn này. Em Cho hiện tại đang đi chăn dê của các bác nhé, ở kia kìa. Không biết là quý các bác có nhìn thấy không? Mấy con dê trắng trắng này. Hả? Đây có mấy con dê trắng trắng này của bác mà. Giờ đợi em Cho về thì Cường mới tiếp tục quay được của bác. Em Cho đang trên đường về rồi. Dép của em đâu? Dép hôm nọ mua cho con em đâu? Đang ở kho. Ở nhà. Sao không đi? Đi rửa chân đi. Rửa chân rửa tay đi. Rửa chân với rửa tay đi. To rất tệ đấy à. Cho sẽ khóc à. Đi. Đi đi. Chú Hà, đi rửa chân đi nhè. Cho tí anh cho ủng. Nhè. Chú Hà. Chó cho tèm chỉ một tia nè. Đi. Chú mua giống than rồi. Tí anh lấy giày cho. À lấy ủng cho. Chú Hà. Cho. Em cho. Là hải ôn hả ôn. Thôi đi. Đi rửa chân đi. Đi. Đi rửa chân đi. Lên chân lên lên. Ta chỉ đi. Thì anh mua đồ ủng cho nhá. Đi vô đó nè, mình vô lông tao đó nè. Đi. Rồi mà. Đi vào nhà rửa đi. Đi vào nhà rửa chân đi. Này. Cho. Em cho. Chân trống kìa em rồi. Ôi, bác nhá. Vâng. Tao. Vâng. Ủa, dạ. Đấy bẩn thế. Rồi. Đóng cửa nọ đây các bác ạ. Rồi. À, em ra đây nhờ một xíu phiên dịch cho anh một tí. Em cho vào nhà đi. Mù chê à. Cho này của các bác này. Vừa đi chăn dê về đúng không? Đó, phải đó. Em Cho, này. Cho đây. Em Cho. Con áo lại bẩn rồi, đi chăn chắc chưa giặt. Ở trên này mùa này lạnh lắm. Nể hết rồi, gì nữa. Nể chưa sao đâu. Chân của em Cho là của các bạn. Nể hết rồi. Mình phải rửa chứ. Lấy lấy vào trong bên trong này không? Ok, anh cảm ơn. Bác ơi, bây giờ bác dọn cái đống ở trong bếp ra ngoài nhá. Gạch ấy. Gạch à? Ừ. Ông thê cho nhà. Cho nhà ấy, cho nhà chi thế. Chứ không được. Gạch ở trong bếp ấy. Cho nhà, cho ý là cho nhà. Lấy để vào đằng sau bếp ấy. Ông thê, ý là cho nhà, ý là thê cho sẵn đâu. Tao à, thê tao không đâu. Ừ, đi vào sân này. Nhiều rồi. Đi vào đây. Ừ. Đây. Dọn cái này ra này.
Đây. Dọn mấy cái này ra này. Thế bạn ạ. Bỏ ra ngoài hết đi. Thế cho đi cho trẻ. Thế mà sẵn đầu bà. À cho đi có chỉ lọ à. Thế cho sẵn đầu à, lọ rồi thế này. Có chỉ lọ à, thôi nhớ một chỉ lọ. Nó xếp một đồng sau đồng hoàng bảo thế nhé. Ở tiết chỗ sáng nào cho giống như thế. Ok, quý, chứ vào nữa rồi. Đấy, nó bây giờ nó bong hết thế này thì mình bỏ ra ngoài cho nó. Nó gỡ một chút thôi, gỡ mình. Đi lại đỡ nguy hiểm hơn. À, rác cho kẹo nhá. Ok, tôi đã rồi. Cho bán được khảo cho em chồng. Em chồng rú đi. Em cho ra bên này em cho. Em chồng rú. Lại lên. Chồng rú. Bảo để đằng sau để nhẹ mà. Đừng để mạnh mạnh nó vỡ đi. Chị ơi. Chị à. Dạ. Mama cháu ra lô liền. Mấy cái đấy bỏ ra làm củi. Bảo ông xếp vào đây làm củi. Cho đi à. Chị lấy cái gạch này ra ngoài đi. Thế cho đi hả? Thế cho đi xưa. Nó thế ông khởi cho về cho đi trả mát thế cho đi. Xong là quét dọn cho nó sạch sẽ vào nấu cơm cho ông ăn. Chắc lại xuống ngày uống rượu gì. Không lừa, không chịu khó mà dọn. Nếu mà mình thì lại cháu với ta nữa. Đấy, bỏ ra hết đi bác. Cái bát chả mình được cái này. Sao coi. Đưa lên đưa ra đi. Dép không nọ cho đi thì không đi. Ô đúng làm cho. Bên này thì đúng khe. Bên này thì đúng bị. Mấy lần nó xong thì cái này không đem rồi. Thế sao phải đi nhá, đi ủng nhỉ. Kiểu đi chất đất quen lắm. Vâng. 100 gen, sẽ đi kìm chăm đơn. Đấy là. Ông lên chổi quét đi. Tàng ca. Chổi quét. Ý à, ý cứ che. Chổi quét vào trong kia hết. Rồi. Đấy, lấy cái gạch kia ra nó bong. Giờ như thế của sạch sẽ luôn. Lúc nào cũng hồng chơi. Ông Phú ơi. Chỗ này không có chỗ để là chặn bếp rồi quý bác. Đi chăn dê có mệt không? Không, chỉ là xa hả? Ông ta chỉ là xa. Không mệt. Không mệt rồi. À.
Vâng. Vâng. Bỏ kia ra. Đấy, bỏ ra hết đi, bỏ ra mấy nữa đút đốt làm củi nữa mà. Hầu chơi ít ít thôi không ạ? Không, không, không có không rồi. Vâng, có ít thôi. Cần có tiền cả không rồi. Ừ. Không có tiền thì không, không, không có tiền thì đừng uống rượu. Không có ui ô làm gì làm cho đau à? Vâng, chặn bát thì đúng là khô răng hả thầy? Đâu đây là cái chặn bát đấy. Bát chẳng có cái gì. Cái bác phụ quan thì là phụ trách canh bên trong cầu. Có nước mà nếu còn có thì nó hết rồi ạ. Ừ, hết rồi. Để cho ra đây nhá, luôn bình mẫn. Ừ. Đúng rồi. Rồi đó, cái nụ ở đây một cái nụ thế này. À. Vâng. Ở trong khu vực ở bên trong này không không lắp được bếp được bác à, không 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 để cái chặn đâu. Lúc này em tôi nghỉ này, chỗ ở út nghỉ trên lò cho lúc nghỉ. Vâng. Đâu một chỗ tỉnh chỗ tờ. Phòng cũng gọn gàng. Phòng này hình như là không ngủ sao. À cái điều khiển bóng 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 điện ở đâu rồi? Cái đây. Vâng. Điều khiển đâu? Điều khiển. Đó đây xem nào. Vẫn đạp với mình. Nhấy đầu lon. Bật đi. Đây đây cháu chân nào. Ừ. Hay chỉ cơ. Không lên nào. Cái này không sao. Để xem cái này xem nào. Hơi điều khiển hết pin rồi. Đây, mình bắt lên cắm rồi. Sáng rồi. Sáng rồi, cười quá. Cái này cũng sáng rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Vẫn sáng, vẫn sáng. Thôi, vừa bảo bác bảo là không muốn bỏ ra bên ngoài vì bác ạ. Má này vừa vừa đi bác để trong phòng bác bảo sợ mất trộm đấy của bác thì nếu mà để bát đũa bên này bác bảo sợ mất trộm này. Thì Cường cũng không không biết nói nhiều cảm vì là Cường bảo bác là dọn chỗ này ấy, thì cũng rất là may rồi, bây giờ là đỡ hơn, sạch sẽ hơn đấy, lại dễ đỡ phải à bị cắt chân cắt tay. Bây giờ thì Cường sẽ đi ra bên ngoài để Cường trao cái ít quà cho bác, với lại cho hai đứa ủng của bác. Lo. Đây bạt này. Em cho đi đi, bỏ ra đi nè. Bỏ ra đi thử đi. Trong. Em cho đây. Bác Phú bỏ dép ra xem nào. Đi có vừa không? Không vừa cháu đi đổi. Bảo cho ông đi lên. Để đeo vào. Đeo vào. Ô, tròn. Ất tròn kìa này. Ất tròn kìa. Tròn. Cô chị Hồng.
Xong nào, xong nào. Kéo vào, bây giờ nó đang mới, nó xuyết hết. Thì xưa cỏ cao ạ? Cỏ. Nói gì? Thì xưa cỏ cao. Ừ. Cái này à? Ủa đeo hai cái vào. Cái này là xịt thật. Vừa không bắt phước. Vừa hoa. Vừa. 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 Nó đẹp trai chưa? Xem này. Ồ. Ông cho. Còn cái này nữa nhá. Cái bạt này này. Cởi ra. Đây. Cởi ra, bảo bác cởi ra. Thôi này. Đấy, lấy chai đây này. Ông mua vào cho đi, mua vào này. Em cùng bác rửa ra xong rồi xem. Thế dài đấy. Đấy. Mở như nào? Mở ra hết. Vô sân, rửa tôi sao? Đấy mà cháu lấy ra, ra con sao đâu? Qua đây. Rửa ra xong. Này. Nhà chịu khó đi lấy củi nhá. Bảo bác là nhà chịu khó lấy củi với lại lấy củi về xong nhiều nhìn lấy nhiều thì mới bỏ được cái bàn này che chứ. Bảo đi. Ông mở trên lần đó là cái muốn này có thì vô tả nhé. Rồi. Đi lấy củi. Không uống rượu nhá. Không chơi ít ít thôi. Không có tiền là không. Chị phép cho cái ý. Xa hơn. Đây là món quà của cô Cẩm Vân Nguyễn có gửi cho bác đấy nhá. Sơ xanh. Gửi lời cảm ơn cô tí. Sao xanh à? Sao xanh à? Không, nó mồm thôi. Những chữ âm của á. Các mù là lấy về đùa. Lấy về đùa là cũng... Không hẳn đâu. Là tôi xanh các mù á. Đây là mạnh thường quân thôi, không phải cán bộ nhá. Vậy thì bác cũng không biết nói tiếng phổ thông của bác, nên là cường thay mặt và bác là cũng cảm ơn cô Cẩm Vân Nguyễn rất là nhiều ạ. Vì có các cô, các mạnh thường quân thì bà con được ấm no, được ấy. Thì qua video này cũng cảm ơn mạnh thường quân rất là nhiều. Với lại cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi video của cường. Thì video của cường ấy, bây giờ cường cũng đã giúp mạnh thường quân như thế này là xong rồi. Rồi thì cường khi nào cường có thời gian thì cường sẽ quay lại nhà bác sau, làm cho sau. Bởi vì trong cái thời gian này là cường cũng có rất là nhiều việc và rất là nhiều nơi cường cần phải đi giúp đỡ. Còn rất là nhiều hoàn cảnh cường phải đi. Ngày mai cường mà đi được thì cường sẽ vào nhà hai cháu nhỏ một côi. Còn hôm nay thì cường cố gắng lên trên này để giúp mạnh thường quân cũng gọi là một chút mang những cái đôi ủng đến cho em cho và bác Phứ. Em cho hiện tại không biết cái gì, chỉ biết là sáng ngủ dậy xong đi chăn dê chiều về. Còn bác Phứ thì cũng không làm được cái gì ấy. Nhìn bác như vậy rồi mọi người mà nói cho video nhiều ấy, thường cảm thấy là có những cái câu nói nó không hay nhưng mà không sao cả, bởi vì cường cũng có đọc comment và thả tim, nhưng không có nghĩa là cường không đọc, bởi vì kênh của cường thì cái lượng comment nó rất là ít, người xem thì có nhưng mà người comment và góp ý cho cường thì rất là ít luôn đấy. Bây giờ thì cường sẽ khép lại cái video này đây để cường đi về đã quý bác. Trong cái quá trình về thì cường sẽ quay một số đoạn cho tất cả quý bác anh chị cùng xem nhé.
Hiện tại là Cường cũng đã đến cái khu vực chợ tình Khâu Vai của bác. Trong khu vực này thì vừa rồi là bà con có trồng hoa tam giác mạch. Bà con có trồng hoa tam giác mạch này của bác à. Nhưng mà là bây giờ cái này là trồng lâu nó già thì cái hoa nó rụng. Nó héo hết đấy. Cái hoa tam giác mạch này rất là đẹp. Màu hoa đỏ, có cái loại là màu hoa nó màu trắng. Cái tam giác mạch này Cường thấy bà con ở trên này làm để nấu cả rượu tam giác mạch cơ của các bác ạ. Một vò rượu bán ở trong chợ, ở trong các quán thì cũng nó không hề rẻ. Nếu mà là rượu tam giác mạch. Rượu tam giác mạch này có bán tại quán là 150.000 một hũ. Một hũ của nó là 500ml thôi. Đây trồng rất nhiều nhưng mà cái khu này này là bà con cũng cắt về nhà để nấu rượu rồi. Để ủ. Ở phía trước dưới này, cái khu vực ở Đông Đông đấy là xã Khâu Vai với lại trường học ở trong đó. Đây là trung tâm của một xã là xã Khâu Vai. Đến buổi chiều hôm nay thì cái thời tiết ở trên này cũng lại ấm lên rồi. Bởi vì dự báo thời tiết là cái gió mùa Đông Bắc ấy. Thì nó vào trong này cũng hết, chủ nhật là cũng hết thôi. Từ mai đi khả năng là nó nắng và ấm lên dần. Ở dưới nó là một cái biểu tượng khen và một cái quẩy tấu để điệu ấy. Cái khen kia là khen để thổi. Cái quẩy tấu đấy thì dùng để điệu những cái thứ mà ví dụ như rau lợn này, để là làm được rất là nhiều cái. Khu vực trên này toàn núi đá rồi. Ở trên là một cái logo của biểu tượng là chợ tình Khâu Vai. Đúng cái khu vực này là bà con cắt hết rồi. Cái loại cây này thì cái đầu năm trước cách đây khoảng 3-4 tháng gì đó, 5 tháng gì đó thì Cường thấy bà con trồng ở trong này nhưng mà Cường không biết là cây gì cơ. Thôi thì video của Cường cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý cô bác, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.